Thằng Thịnh nhà em đợt này nó ốm quá, nhà có ít thuốc, nhờ thầy chuyển vào cho nó giúp em. Thằng nghe nói trong này có thằng Toàn mới chuyển đến à? Ừ, nó phòng đầu tiên kìa. Nó ở một mình à? Không, hai thằng. Làm gì vậy? Nhanh cái tay lên, sang phòng khác. Trong phòng giam, phạm nhân chỉ có một mình. Vậy mà hiện trường lại vung vãi, tung tóe thức ăn. Chứng tỏ nạn nhân đã trải qua một cơn đau dữ dội. Cháu thấy thằng Hải hướng dẫn thằng Quân cứ thả vào cơm canh. Gần trưa hôm nay trước giờ phát cơm, cháu thấy thằng Quân gọi thằng Đại ra vườn thì thào việc gì đấy. Trong đêm hình bóng riêng mình ta vẫn nhẹ bước trong phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai các tối nhẹ ngay tìm mình trong cơn mơ đau trong phong ba, lòng ta rực lửa khát khao. Tìm mình trong băng giá bao cơn đau, từ trong cơn nín bao cơn cao. Miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về. Đồng hành trong những bước chân cỏ dài, đời ta như bóng đêm miệt mài. Niềm tin thắp sáng bao cuộc đời, bình minh sẽ đến. Cây đá cậy thần, thần cậy cây đá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.